Bộ Công Thương vừa phối hợp với chương trình Hộ chiếu Logistics Thế giới tổ chức lễ ký kết và diễn đàn Sáng kiến Hộ chiếu Logistics Thế giới và khai phá tiềm năng hợp tác về Logistics giữa Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Tại diễn đàn, Bộ Công Thương cho biết sự hợp tác giữa Việt Nam và UAE trong lĩnh vực Logistics sẽ góp phần thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam với UAE, các nước trong khu vực Trung Đông và thế giới. Thông qua những hoạt động hợp tác với Hộ chiếu Logistics Thế giới, các doanh nghiệp, tổ chức của Việt Nam sẽ thu được những lợi ích trong hoạt động vận tải hàng hóa, dịch vụ Logistics, cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh, giảm thiểu chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp hiệp hội của Việt Nam cần trao đổi, nghiên cứu, tháo gỡ các nút thắt của chuỗi cung ứng trong từng lĩnh vực và ngành hàng có thế mạnh của Việt Nam, thúc đẩy các đối tác của Việt Nam tham gia vào mạng lưới hộ chiếu Logistics Thế giới, phát huy vị trí chiến lược Việt Nam là một trung tâm trung chuyển và sản xuất của khu vực và thế giới.